Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thắng hy vọng là cô chú anh chị và các bạn đã thiết lập xong cái tài khoản Bondex của mình và chúng ta đã đủ điều kiện để nhận airdrop nha. Và ngày hôm nay thì trên cái trang chính X của Bondex nó cũng đưa ra một cái chiến dịch, đó là chia sẻ 200.000 đô la giá trị của cái đồng BDXN. Và cái nhiệm vụ rất là đơn giản là chúng ta tham gia vào 6 các cái nhiệm vụ ở trên cái sàn OKX Web3. Và nếu như chúng ta đã tham gia vào cái Cryptopedia của Over Protocol như Thắng đã chia sẻ từ trước, thì với cái Bondex chúng ta cũng làm tương tự ở trên ví Web3 nha. Và để cho chúng ta có thể biết cái thời gian thì nó sẽ bắt đầu ngay từ thời điểm các bạn xem cái video này cho đến 23 giờ ngày mùng 4 tháng 6 năm 2024 theo giờ UTC. Nên là tính theo giờ Việt Nam, tức là sang ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024, đâu đó khoảng tầm là 18 giờ, tức là 6 giờ sáng. Và 16 giờ sáng nha các bạn. Rồi, thì đấy là cái thông tin mà chúng ta cập nhật với nhau về cái sự kiện này. Vậy thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ này như thế nào? Thì sau đây Thắng với cô chú anh chị bạn chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu ha. Rồi thì Thắng đang ở trên cái giao diện của cái Bondex các bạn. Bây giờ chúng ta cần phải biết được chính xác là chúng ta đang kết nối với cái ví nào, thì chúng ta sẽ ấn vào cái phần cái profile ở đây. Chúng ta vào phần account setting. Chúng ta tìm đến phần wallet và chúng ta kích vô. Và mình sẽ nhìn thấy đây là cái ví Thắng đã kết nối đối với cái Bondex. Thì bây giờ các bạn cũng sẽ phải dùng tương tự cái ví này đối với cái sàn OKX nha. Để như thế là chúng ta sẽ tối ưu hóa tối đa cái số airdrop chúng ta có thể nhận được nha. Rồi, thế thì chúng ta có thể nhập cái 12 cụm seed phrase của chúng ta vào trong cái ví OKX Web3. Hoặc nếu như chúng ta đã có ví OKX Web3 rồi, chúng ta có thể hoàn toàn thêm cái ví được bằng cách như sau. Bây giờ Thắng đang ở trên cái ví OKX Web3 các bạn. Chúng ta sẽ ấn vào cái phần cái dấu gạch gạch ở chấm chấm ở đây này. Đó, mình ấn vào đây. Sau đó chúng ta ấn vào cái phần quản lý ví. Rồi trong cái phần quản lý ví này chúng ta sẽ ấn vào cái phần thêm ví nha các bạn. Rồi ở cái phần này chúng ta sẽ ấn vào cái phần nhập ví vào đây. Đó. Mình sẽ chọn cái phương thức là dùng hạt giống seed phrase. Rồi chúng ta ấn OK. Và chúng ta tiến hành nhập 12 cái seed phrase ở đây nha. Đó, ở đây. Thì sau khi chúng ta nhập xong á là chúng ta sẽ quay trở ra. Rồi thì sau khi chúng ta quay trở ra mình sẽ ấn vào cái phần khám phá nha. Rồi ở cái phần khám phá này chúng ta sẽ lựa chọn cái phần Cryptopedia và chúng ta kéo xuống dưới. Mình sẽ nhìn thấy cái Bondex nó ở đây này. Ở đây chúng ta sẽ ấn vào. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy rằng phần thưởng này nó là 200.000 đô sẽ chia cho tất cả những ai tham gia nha. Và chúng ta có tổng cộng là 6 các cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là Social Task các bạn. Thì chúng ta kích vào. Thì trong cái phần Social Task này thì chúng ta sẽ ấn vào cái phần kết nối ở đây để chúng ta kết nối cái ví của chúng ta nha. Kết nối cái tài khoản X của chúng ta nha. Rồi ok, mình sẽ ấn vào đây. Rồi chúng ta sẽ đăng nhập vào cái tài khoản X của chúng ta. Các bạn sẽ đăng nhập bình thường nha. Rồi sau khi chúng ta đăng nhập xong, chúng ta thoát ra và quay lại đây và chúng ta sẽ ấn kết nối lại ở đây nha. Đó. Rồi nó sẽ hiển thị cho chúng ta cái mục gọi là OKX Discover này. Wants to access your X account. Đó, tức là cái OKX Discover nó muốn kết nối với cái tài khoản X của bạn. Thì mình sẽ ấn vào cái phần Authorize App ở đây nha. Rồi, thì khi mà nó hiển thị cái chữ đã kết nối này các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành chúng ta theo dõi cái Bondex này. Thực ra Thắng đã theo dõi cái này rồi. Nên là Thắng không cần làm lại, nhưng Thắng sẽ bất ấn cho mọi người xem nha. Thì nó sẽ hiển thị ra cái following như này. Đó, khi nào nó có cái chữ following như này là được nha. Rồi, mình thoát ra thôi. Rồi, tiếp theo là tweet cái thông báo thì Thắng cũng ấn vào bắt đầu ngay này. Thì mình sẽ retweet lại cái thông báo này. Mình ấn vào cái phần repost. Rồi, mình quay lại. Mình ấn xác minh. Và mình ấn xác nhận. Thiết lập cái ký. Và chúng ta làm các cái bước là để xác minh cái captcha nha. Theo thứ tự này. Từ trái qua phải này. Đó, là cái la bàn này. Con bọ này. Và con gấu này. Mình ấn OK. Rồi, nó báo thành công như này là chúng ta đã xong cái nhiệm vụ thứ nhất nha. Chúng ta quay trở ra, chúng ta làm cái nhiệm vụ thứ hai, đó là download Bondex. Thực tế là chúng ta đã download rồi, cho nên là chúng ta cứ ấn vào thôi. Và mình ấn vào bắt đầu ngay này các bạn. Đó. Mình ấn xác nhận. Đó, OK, sau đó mình tắt đi. Mình nó đã ghi đã hoàn tất rồi các bạn. Đó, đã xong ha. Nó tự nó nhận dạng được cái này đó các bạn. Rồi. Còn cái nào chưa làm thì mình sẽ làm nha. Download Bondex này. Đã hoàn tất rồi này.
Join Bondex này. Đó, ở cái phần Join Bondex này thì chúng ta sẽ thấy là đăng ký tài khoản các bạn. Đó, thì mình sẽ ấn vào đây. Đó, thì các bạn sẽ điền email các bạn, tài khoản của bạn lúc nãy nha. Tài khoản bạn đã đăng ký rồi các bạn. Đó, chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản của chúng ta thôi. Đó, nó sẽ gửi cho chúng ta cái cụm mật khẩu ở trong cái email mà chúng ta sẽ nhập cái 6 cái từ cụm từ này vào thôi. Rồi chúng ta sẽ lấy đúng cái cụm này các bạn. Rồi. Như vậy là chúng ta đã đăng nhập vào cái tài khoản của chúng ta được rồi này. Đó thì mình thoát ra này. Tiếp theo là mình sẽ ấn kết nối ví này. Rồi cái ví Thắng đã kết nối này. Đó. Tiếp theo là tải lên resume này. Thắng cũng đã tải hồ sơ rồi các bạn. Đó, hồ sơ Thắng có đây này. Đó, thì mình đã tải rồi này. Thì thôi này. Ở trong cái nhiệm vụ trước Thắng đã chia sẻ rồi đó. Mình quay ra. Mình ấn xác minh thôi. Rồi, mình sẽ lại làm cái captcha của nó nha. Cái quả bóng bầu dục này. Cái xe đạp này. À, lọ mực này. Rồi, nó báo thành công như này là chúng ta đã xong nha các bạn. Đó, mình quay trở ra. Rồi thì còn cái nhiệm vụ download Bondex này thì nó chưa báo là thành công thôi. Còn đâu là hai cái nhiệm vụ trên đã báo hoặc đã hoàn tất như này là xong nha các bạn. Đó, cái này là xong này. Cái này thì là chưa xong thì chúng ta phải kiểm tra lại. Đó, trong khi ở đây thì nó ghi đã hoàn tất thì các bạn ha. Các bạn cũng không phải lo lắng gì đâu. Đó, nó ghi đã hoàn tất là được rồi. Như vậy là chúng ta đã gần như là hoàn thành tất cả các cái nhiệm vụ của nó rồi. Thì nếu mà trong thời gian tới họ có cái cập nhật thêm các cái nhiệm vụ gì thì chúng ta sẽ bổ sung sau. Còn ở thời điểm hiện tại thì coi như là chúng ta đã xong nha. Của chú chị các bạn. Rồi thì chúc mọi người có thể may mắn nhận được cái phần thưởng. Nó sẽ trả trực tiếp về cái ví này cho chúng ta nha. Đó, như vậy đó. Ok.